bảy hai mươi rưỡi thôi nha. Nhưng mà cái hàng này cái lon này nhiều hơn cái lon bự đó, thằng bự chứ còn có em để trong thùng này. Ừ, có ngày đã lắm. Đó, chắc để cà phê là được. Nghe em nói anh để trong phòng rồi anh về anh muốn nghe nhạc hết, nói thiệt anh nhìn cái lo là muốn nghe nhạc thôi. À, hôm nay cực kỳ. Tại riêng cái này nó mới có xúc trong đây, nó có bên nó có ly ở trong đây nè, cho nên anh mới chỉnh được trên đây tất cả. Ở Sài Gòn mình lại gì cạnh tranh nhiều, làm này kia rồi.